Với suy nghĩ, học bác không phải ở những điều cao xa, mà ngay từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, việc học tập và làm theo bác từng bước đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi hội viên phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Trong những năm qua, hội viên phụ nữ tỉnh Sóc Trăng không những nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất mà còn tích cực học tập và làm theo bác trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc thông qua các phong trào như xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Cụ thể, chị em phụ nữ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng các tuyến đường đẹp, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch sẽ, làm thay đổi diện mạo nông thôn và góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương. Ở đây thì bên phụ nữ người ta có vận động gì là 503 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, cũng như là dọn dẹp nhà cửa với bông hoa trồng, chăm sóc cho lộ đẹp. Ở trước cửa nhà có trồng bông hoa cho đẹp, sáng mình ra mình ngắm nó thấy nó cũng đẹp. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo, các cấp hội đã cụ thể hóa nội dung phù hợp với địa phương và đối tượng cán bộ hội viên phụ nữ, gắn với tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà bằng nhiều hình thức. Làm theo lời dạy của bác, mỗi hội viên luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, lối sống tích cực, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, môi trường sống lành mạnh. Các chị đoàn kết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, qua đó tình làng nghĩa xóm cũng trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Cũng ở đây cũng lấy hàng gia công này về thì cũng bỏ cho bà con ở đây làm. Cũng như mình có cái kinh nghiệm gì mình làm, mình kiếm tiền thì mình chia sẻ cho bà con ở đây để làm cùng với mình là để kiếm thêm thu nhập cho con cái ăn học. Các cấp hội đã lựa chọn phát động nhiều chương trình phong trào cụ thể, theo đó đã xây dựng nhân rộng các mô hình làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ tổ chức hội. Trong năm 2022, các cơ sở hội thành lập 109 tổ câu lạc bộ xây dựng người phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo với các tên gọi như Tổ phụ nữ sống có tình có nghĩa, Tổ phụ nữ tự tin vươn lên, Tổ phụ nữ tự tin có lối sống đẹp và ra mắt hơn 100 tổ câu lạc bộ phụ nữ làm theo bác. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác. Đối với hội phụ nữ thì các chị hội viên cũng tham gia tích cực. Các chị cũng tham gia hùn vốn, rồi tiết kiệm, rồi heo đất. Các cái cách làm của các chị đó thì trong gia đình, chi tiêu hàng ngày, thì các chị cũng tiết kiệm được, tham gia rất là tích cực. Học bác, mỗi hội viên phụ nữ đã chọn cho mình một cách sống, một hành động đẹp trong cuộc sống hàng ngày, với những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng thời ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.